trước đây thì đảng quỹ gồm ban giám đốc vân vân thì các chứ đó là nghỉ hoặc chuyển hết rồi, thì còn bộ đảng quỹ chúng tôi còn lại thì các chứ chưa có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi cũng còn rất là lúc có thời điểm đó thì chúng tôi còn rất là trẻ và cũng chưa từng lãnh đạo một cái tổ chức đảng. Tuy nhiên là trong cái bối cảnh như vậy thì chúng tôi cũng sẽ có hết sức lực cố gắng. Thì chúng tôi xác định là đầu tiên là phải giữ vững được cái vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong công ty nước ngoài và nâng cao hình ảnh uy tín của tổ chức đảng đối với ban lãnh đạo, người sử dụng lao động cũng như là đối với người lao động. Tại vì bây giờ thì người lao động họ cũng rất là ngại tiếp xúc với đảng viên, ngại xin vào đảng, ngại sinh hoạt đảng, không biết ảnh hưởng đến cái công việc của mình hay không, không biết mấy ông chủ nước ngoài có thích nhân viên mình là đảng viên hay không. Thì trước tình hình đó thì chúng tôi xác định là có hai cái biện pháp. Thứ nhất là chúng tôi sẽ thương lượng, đàm phán, ký kết quy chế phối hợp giữa các quỹ, giữa công đoàn với ban điều hành. Và thứ hai là phải nâng cao được cái vai trò cũng gương mẫu của cán bộ đảng viên. Thì do là người Hàn Quốc cho nên là các quy chế thì chúng tôi cũng dự thảo song ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh, tại vì mình không biết tiếng Hàn mà họ cũng không biết tiếng Việt. Thì chúng tôi xây dựng quy chế phối hợp giữa đảng ủy, đồng quản trị và ban giám đốc. Thứ hai là quy chế phối hợp với công đoàn và ban giám đốc. Thứ ba là quy chế dân chủ trong doanh nghiệp. Thứ tư là quy chế tổ chức hội nghị người lao động hàng năm. Thứ năm là quy chế đối thoại định kỳ hàng quý. Và thứ sáu là tổ chức tập thể thì bây giờ cũng phải viết song ngữ luôn. Thì đặc biệt là cái quy chế phối hợp giữa đảng ủy với ban lãnh đạo thì gửi đi cũng có nhắc nhở mà 3 tháng thì cũng chưa thấy trả lời. Lúc đó là người nước ngoài thì họ cũng không hiểu tổ chức đảng mình như thế nào và họ cũng không có nắm rõ pháp luật của Việt Nam, nhưng mà họ cũng không từ chối. Họ chuyển cho phòng pháp chế, chuyển cho luật sư này luật sư kia nhưng mà không trả lời. Thì mình cũng cố gắng là thuyết phục và giải thích, làm rõ những cái nội dung. Thì cái đó là trong đó thì quy chế của công đoàn thì cái dựa trên luật công đoàn. Thì sau thời gian thuyết phục thì họ cũng đồng ý hợp ý, tức là tại thời điểm đó thì cái niềm tin giữa ban lãnh đạo doanh nghiệp với tổ chức đảng của công đoàn thì chưa có nhiều. Ở Hàn Quốc thì công đoàn lãnh đạo được công tối ngày cho nên họ cũng rất là ngại. Thì chúng tôi xác định là phải có quy chế, thì trong quy chế đó nêu rõ cái sự phối hợp giữa hai bên trong cái việc chỉ đạo lãnh đạo, trong cái việc vận động mọi người góp ý vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong cái việc tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động, cho đảng ủy hoạt động về cơ sở vật chất, về phòng ốc, về thậm chí về tài chính thì họ cũng có hỗ trợ. Rồi sự chia sẻ thông tin giữa hai bên cũng như là sự tham dự các hội nghị quan trọng giữa hai bên, hội nghị của đảng thì cũng mời ban điều hành tham dự và các cái hội nghị của công ty thì cũng mời đại diện đảng ủy và công đoàn cùng tham dự để mình chia sẻ đóng góp với nhau. Và điều đặc biệt là cái biện pháp thứ hai là chúng tôi phân tích tình hình và yêu cầu đảng viên phải thực sự gương mẫu. Gương mẫu đây là phải làm xuất sắc nhất công việc chuyên môn của mình tại đơn vị mình, gương mẫu trong phương pháp lề lối làm việc, gương mẫu trong đạo đức lối sống. Thì sau thời gian thể 1 năm 2 năm thì tất cả những cái đảng viên mặc dù không nhiều nhưng mà đã được bổ nhiệm thăng cấp đề bạt lên những vị trí cao và họ đều thể hiện cái hoàn thành xuất sắc công việc cũng như là cái sự gương mẫu của mình. Thì lúc đó thì cái niềm tin của ban điều hành đối với cán bộ đảng viên được nâng cao và họ thấy là cái tổ chức đảng này lãnh đạo công đoàn giúp cho họ xây dựng được cái quan hệ hoạt động trong doanh nghiệp không quá căng thẳng mà giúp họ là xây dựng được mối hoạt động hài hòa, có cái sự đóng góp ý kiến cũng như là xử lý ý kiến là cầu nối giữa người sử dụng động là và người lao động, không có xảy ra đình công lãng công. Và họ thấy là cái tổ chức này cần thiết cho cái hoạt động doanh nghiệp và từ từ cơ tạo được cái niềm tin. Và từ đó thì qua thời gian thì đến nay thì cũng hơn 10 năm, 11 năm thì họ đã hoàn toàn tin tưởng cái tổ chức đảng cũng như là công đoàn tạo điều kiện cho chúng tôi hoạt động.